thì các anh chị thấy thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai đầu tuần thị trường có những cái biến động khá là hấp dẫn và tạo ra rất là nhiều cơ hội để chúng ta có thể day trade trong ngày tuy nhiên mình vẫn stick với một cái rule mà mình đã đặt ra bấy lâu nay đó là tìm kiếm những cái cơ hội và những cái setup tốt nhất cho một cái lệnh day trade và một khi mà mình đã đạt được cái daily target cái mục tiêu mà mình đã đặt ra trong ngày thì mình sẽ stop trading và mình sẽ À, tiếp tục tìm kiếm một cái setup tốt khác cho những cái ngày giao dịch tiếp theo Vậy thì các bạn hãy xem tưởng ngày hôm nay mình tìm ra được setup nào Và mình đã thắt Cái position này Theo cái hướng lên hay là hướng xuống Và mình mắc được bao nhiêu phần trăm profit Cho cái lệnh giao dịch này các bạn ha Let's do it! trong phiên dịch ngày hôm nay à, thị trường tập trung khá là nhiều vào các cái mã EV stock là electric vehicle. À, những cái mã như là NIO, Tesla, PLUG, à, FCL FCEL và BLNK. À, những anh chị thấy thì diễn biến của ngày hôm nay à, đối với cái mã NIO có một cái mức tăng trưởng khá là đột biến lên tới hơn 6% à, cho cái intraday của nó và những cái mã liên quan tới EV Stock như là Plus cũng đang có dấu hiệu là muốn tiếp tục cái xu hướng tăng của nó ha, FCL cũng là nằm ở trong cái nhóm EV Stock và các chị thấy là nó đã bắt đầu clear cái vùng kháng cự của nó và nó tiến lên những những cái mức giá cao hơn cái target của con Excel này có thể tiến về cái đường SMA 200 là quanh cái mức giá là khoảng chừng 11 đô một share thì cái biên độ dao động còn lại của nó có thể lên tới là 27 phần trăm Tuy nhiên trước khi nó có thể đi theo kịch bản này nó hoàn toàn có thể dính một cái đợt pullback và củng cố để nó củng cố cái xu hướng tăng của nó trước khi đạt được những mục tiêu cao hơn thì tất cả những cái mã này À, đều có một cái mức tăng rất là tốt trong ngày. Tuy nhiên không có bất kỳ mã nào mình đánh cả mà mình lại lựa chọn cái con là bidu cái mã của nó là b i d u và cái lệnh mà mình đánh đó chính là cái lệnh short các anh chị. Và cái lệnh short này mình có uh, post cái idea, cái ý tưởng về cái lệnh giao dịch này cho uh, các bạn ở trong room của fire trading <laughs> để các bạn có thể theo dõi và thắt cái position theo cái đà uh, giảm của nó trong cái giai đoạn là pre market thì lợi nhuận của cái con bidu ngày hôm nay là nó vượt qua cái target daily của mình và nó ở cái mức như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình ở đây là nó ở cái khoảng chừng là trên dưới 2.000 2.000 đô và đúng một cái position duy nhất của bidu và mình không đánh bất kỳ một cái mã nào khác các bạn ha lý do tại sao mình lại đánh bidu và mình lại đánh theo cái hướng short đây là một cái lệnh là short sale nha các bạn short sale tức là mình mình pet cái mã này theo cái chiều hướng đi xuống hôm thứ sáu tuần trước đó, mình cũng short cái con mRNA tức là mình kỳ vọng cái xu hướng của nó sẽ điều chỉnh và mình muốn bán ở cái mức giá cao để sau đó mua lại với cái mức giá thấp hơn uh, trong ngày để mình có thể chốt được cái lợi nhuận cũng y hệt giống như các bạn đánh lon các bạn buy low và các bạn sell high còn mình làm ngược lại là mình sell high và mình buy là mình buy low đây là toàn bộ cái diễn biến của con Baidu trong ngày hôm nay Và cái khung mà mình đánh các bạn là nó nằm ở tại cái giai đoạn này Đây là một cái đợt uh, điều chỉnh đủ lớn để mình thắt một cái position Và cái đợt điều chỉnh này nó lên tới là mức là khoảng chừng 1.5% Tính từ đỉnh xuống tới cái đáy này các bạn Và cái, cái biên độ giảm điểm của nó là khoảng 2.5 đô mình đánh một cái position để ăn được 2.000 đô thì mình đánh position là khoảng trên là 1.000 trên 1.000 share uh, cho cái position này lý do tại sao mình lại đánh như vậy mình chú ý mình quan sát cái diễn biến pre market của nó các bạn về nguyên tắc các cái pre market của nó là nó pump lên so với cái giá đóng cửa ngày thứ sáu là 164 nó lên tới cái đỉnh là 170 khoảng 174 thế là tăng hơn 10 giá Tuy nhiên cái giai đoạn pre-market sau đó của nó là chúng ta thấy là cái xu hướng của nó có vẻ là gì các bạn? Có vẻ là điều chỉnh. Nó muốn là pull back lại và có lúc á, là cái đợt pull back này nó đã lên tới là 167, xuống tới 167, 168 đô từ cái đỉnh 174. Vậy thì về cơ bản á, là cái lực bán chốt lời của uh, trader khá là lớn ở tại cái khu vực này. Cho nên á, mình nghĩ rằng á, là mở cửa có thể nó sẽ squeeze ngược lên để nó ép những cái người mà short sale Sau đó có thể nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh tiếp theo Và những cái đợt điều chỉnh tiếp theo á Mình canh là mình đã xác định là mình sẽ đánh short Chứ mình sẽ không có đánh long Cho nên ngay từ khi mà mở cửa ra đó Là mình sẽ đợi khoảng chừng 5 phút đầu tiên Để mình theo dõi cái diễn biến của, của thị trường Ở trong cái giai đoạn này Và mình canh một cái lệnh short của con uh, Bidu Thì các bạn thấy á Là cái diễn biến đầu giờ của nó là nó không có rõ ràng lắm đúng không ạ đây là một giai đoạn là giai đoạn là sideways giai đoạn không có biến động là đi lên đi xuống đáng kể vậy thì mình vô mình short ở thời điểm nào đây là thời điểm mình vô mình short các bạn và một cái lệnh short nó diễn ra rất là đơn giản thôi mình nối qua các cái đỉnh ở trên thì nó tạo ra một cái đường kháng cự chéo thì ngay cái điểm mà kháng cự chéo của con bay luôn ngay chỗ đây nè là cái chỗ mà mình biết rằng khả năng nó sẽ tiếp tục nó bị retract ở đây và nó sẽ rớt xuống tiếp. Vậy thì với một cái đường kháng cự chéo đơn giản như vậy á, mình không có cần dự đoán là nó có vượt qua khỏi cái đỉnh này hay không, mình không cần biết. Mình chỉ biết là nó lên tới đây mà nó bị chặn lại đó là mình sẽ nhảy vô mình short liền ngay lập tức. Thì đây chính là cái điểm mà mình mình nhảy vào mình short. Lúc mà mình short ở đây các bạn. Mình chỉ cần đặt một cái lệnh stop loss ở bên trên của cái cái vùng giá đỉnh mà nó vừa tạo ra đây là cái điểm stop loss và đây là cái điểm mình mình vào short thì như chúng ta thấy là diễn biến sau đó của con Baidu là sao bạn rớt 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 và nó xuống tới cái mức đấy là 167 mình không có chốt lên được ở tại cái mức giá là 167 mà mình chốt ở tại cái khu vực này các bạn ngay khi mà mình thấy nó rớt xuống đây đó là mình ngay lập tức là mình buy buy to cover tức là mình mua để mình trả lại cho 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 broker là bởi vì cái chỗ này nó xuống tới cái vùng hỗ trợ cũng tương đối đáng đáng chú ý cho nên rất có thể chỗ này nó sẽ không có đủ lực để nó đẩy xuống rớt nữa mà nó có thể nó vòng ngược lên trở lại đó là đó là toàn bộ lý do tại sao mà mình vào mình đánh short cái mã này và mình thắt được một cái profit ở cái giai đoạn này nó lên tới mức bao nhiêu bạn gần một phần trăm tức là một phút năm điểm nó giúp cho cái lợi nhuận của cái tài khoản uh, của mình nó đạt được cái mục tiêu trong ngày là 2.000 đô và ngay sau khi mình đạt được mục tiêu này là mình ngay lập tức mình dừng mình và mình không có trade thêm bất kỳ lệnh nào nữa giống như các bạn nhìn thấy ở trên tài khoản của mình bởi vì uh, những cái lệnh giao dịch của mình nó thực hiện uh, có cái độ tin cậy cao trong khoảng chừng là một tiếng đầu tiên của thị trường ngay sau khi thị trường mở cửa, thường thường sau khoảng chừng một tiếng là mình sẽ không có trade thêm bất kỳ một cái lệnh nào nữa các anh chị, bởi vì lúc đó cái vol volatility của nó và cái volume của nó nó drop xuống rất là nhiều và nó làm cho những cái lệnh day trade nó có cái độ rủi ro rất là cao. Ha, đó là toàn bộ cái trade recap của mình trong ngày hôm nay à, và mình cũng thông báo luôn là để có thể duy trì được cái daily trade recap và chia sẻ được cho các anh chị em những cái kiến thức và những cái kỹ năng mà mình sử dụng cho day trading đó thì mỗi một tuần như vậy mình sẽ cố gắng là sản xuất là từ 2 cho tới tối đa là ba cái video tùy theo những ngày nào mà mình thấy có những cái setup hay hay là có những cái bài học đáng để học và chia sẻ cho cộng đồng thì mình sẽ cố gắng mình mắc cái video để chia sẻ cho các anh chị những cái kỹ năng mà mình áp dụng cho cái Uh, cái day trading của mình các anh chị ha thì để các anh chị expect là chúng ta sẽ có tối đa là 3 video mỗi tuần và thường sẽ là hai video mình sẽ sản xuất mỗi tuần uh, kết hợp với lại là cái video Sunday talk uh, market review uh, xuất hiện vào cuối mỗi uh, vào vào mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh youtube của Fire Trading ạ à. xin chào và hẹn gặp lại các anh chị uh, trong nội dung tiếp theo của Fire Trading.